Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đa Huy tiếp tục ghi hình công tác chuyển cây tại triển lãm Ninh Bình quý vị nhé. Kính thưa quý vị, là đây là cái xe cây đầu tiên, những cây bê tay của đơn vị ngoại tỉnh về với triển lãm Ninh Bình đầu tiên quý vị nhé. Đây, triển lãm Ninh Bình lần này những cây bê tay này được trang hoàng rất là đẹp quý vị nhé. Thành ơi, cháu chào chú. Đây là cái xe cây của anh Thời, chào anh. Xe cây đầu tiên của cái đơn vị ngoại tỉnh chú nhỉ? Đúng rồi đấy. Đấy. Hàng bê tay đầu tiên đây. Cây ngoại tỉnh đầu tiên về đây. Em ơi, kia có viên đấy kìa. Bốn góc nhức nổi đấy, xong mọi người rút. Đó. Rút đá. Rút đá đi. Rút ra. Đẩy lùi cho kia nhá, bốn khinh. Nào. Bỏ lên. Cho tìm nữa đây để cho nó tiếp xúc một cái này nó khỏe hơn. Thôi để lối đi. Trời đẹp quá anh nhỉ. Cây được kéo vào cái chỗ đá vừa vặn quá quý vị. Hai cây đặt xe bán tải đi đi khắp nơi. Cây của anh à? Anh cây của anh Cảnh em ạ. À cây anh Cảnh à? Đâu đâu bác Cảnh đâu ạ? À bác Ảo Kẻ kia hả? Cả hai cây của anh ấy hả? Hai cây tầm vừa nhà đi chơi. Mấy người khiêng anh đẹp. Cảnh ra đằng trước ngắm đây. Cây nó tròn. Lùi ra sau tí không anh Cảnh? Lùi ra sau tí không? Em thôi. Cho lùi ra sau tí nữa không? Lùi ra sau tí thôi. Đấy, hai cây này quý vị này nhìn được, trang trí rất đẹp không? Ban tổ chức Ninh Bình lần này bài trí làm tôn vinh cho tác phẩm rất là đẹp. Đây anh chủ, nhà chủ đây hả? Vâng, em chào anh. Anh ở đâu anh nhỉ? Em trên Hà Đông về tham dự cùng anh Hà Đông hả? Ninh Bình. Vâng. Đây anh Cảnh Hà Đông hả? Anh là người vâng. Anh thì là những cái anh mang những cây bê tay của đơn vị ngoại tỉnh là đầu tiên đến mới triển lãm Ninh Bình đấy anh ạ. Vâng. Cũng xin phép các bác là để mang đến sớm vì mai công việc gia đình. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị các bác. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, em là Bò Sa Đa Huy. Anh Cảnh Hà Đông. Cảnh Hà Đông đã mang hai tác phẩm đến quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm của anh Cảnh Hà Đông nhé.
cây đẹp mịn màng, đẹp quá, bóng tàn rất là hợp lý. Cây này của anh mặt bên trong này đẹp quá. Đây là cây lộc vừng của chú Thành Vàng này quý vị này. Thế là Tuấn đi đâu vẫn xong rồi về Đông Anh luôn à? Vâng, thế nào? Phải mà phải bên này. Giờ mình được trải thì mất trải về giấy. Cô ơi, đi về miệng thế mà. Thế bác sĩ. Giả thế anh nhỉ? Xanh gì anh? Nam Điền này. À, xanh Nam Điền à. Cho cây. Cái bản đấy được 3 cây. Những cây mili quý vị nhé, mili hai người khiêng. Còn một cây thông Nhật nữa quý vị ạ. Chỗ này 3 cây anh. 2 cây là đẹp rồi, 3 cây dày quá. Không, 3 cây mini. Thế ạ. Cái thông đẹp quá nhỉ. Ở mặt kia đi. Đâu đi này nó đúng nhỉ. Mặt này thì đẹp. Ừ, đây nó đúng chiều. Mặt này đẹp hơn nhiều. Đẹp chân nó sai. Cái này mặt này đúng rồi. Mặt này là được mặt xuống nhiều đúng rồi. Mặt đấy mặt lưng. Mặt đấy mặt lưng anh ơi. Mặt đúng rồi. Cái thế là chuẩn rồi. Cái này chuẩn rồi. Cái này đúng mặt rồi. Đây đặt cây cây thì không thử. Một cái thông Nhật nha quý vị nhé. Thông Nhật đấy. Thông Nhật đấy. Những cây bonsai đã đầu tiên đã về mới triển lãm Ninh Bình. Còn bên cạnh rất nhiều cây to này quý vị này. Các chuẩn bị của ngày linh của triển lãm Ninh Bình ngày 22 tháng 11 quý vị nhé. Thời tiết đang lớt phớt mưa rồi quý vị ạ, có những hạt mưa nhẹ. Bà Sa Đa Huy chia sẻ một cái thước phim ngắn những tác phẩm hàng bưng bê của đơn vị ngoại tỉnh về với triển lãm Ninh Bình quý vị nhé. Sa Đa Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Sa Đa Huy xin cảm ơn quý vị nhé.